chào quý vị và các bạn. Sự suy yếu của không khí lạnh đang khiến cho thời tiết tại Bắc Bộ chuyển sang trạng thái khô ráo và nắng nhiều. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết nhìn chung là không có nhiều biến động. Thời điểm đêm và sáng sớm do hoạt động của gió đông, dầu ẩm nên trời nhiều mây và hơi se lạnh khi nhiệt độ chỉ khoảng 20 đến 22 độ. Vùng núi do độ cao địa hình nên nhiệt độ thấp hơn phổ biến là từ 17 đến 20 độ. Quý vị và các bạn lưu ý, thời điểm sáng sớm mai, hiện tượng sương mù cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Thậm chí là trên những cung đường đèo núi, tầm nhìn xa sẽ còn giảm thấp xuống dưới 10 mét. Vì thế mà các phương tiện lưu thông trong khoảng thời gian từ 4 đến 8 giờ sáng ngày mai cần phải hết sức lưu ý, nên giảm tốc độ và bật đèn vàng để tránh xảy ra va chạm giữa các phương tiện. Trong ngày trời sẽ nắng nhiều nên sương mù tan nhanh, trưa chiều trời nắng gắt cùng nền nhiệt độ tăng. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến từ 27 đến 29 độ, có nơi thậm chí còn lên tới gần 30 độ. Tại các tỉnh Trung Bộ thì hầu như không có hình thế thời tiết gây mưa nào tác động đến khu vực này. Vì vậy, trong đêm nay và ngày mai, tại đây trời sẽ tạnh ráo và hầu như không mưa. Tại các tỉnh ở phía Bắc, người dân cũng cần lưu ý với hiện tượng sương mù nhẹ sẽ xuất hiện vào thời điểm sáng sớm. Nhiệt độ vào lúc này chỉ đạt 20 đến 23 độ nên cảm giác có phần se lạnh khi ra ngoài trời. Ở phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, thời điểm đêm và sáng sớm, thời tiết mát mẻ khi nhiệt độ vẫn giữ ở mức là từ 23 đến 25 độ. Trong ngày, toàn vùng có nắng và nhiệt độ sẽ tăng dần. Cao nhất ở tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế là từ 28 cho đến 31 độ. Từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn khoảng 1 đến 2 độ, phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã bắt đầu bước vào những tháng mùa khô, nên mưa đã giảm nhanh ở trên khu vực. Đêm và sáng trời tạnh ráo và không mưa, ban ngày trời nắng nhiều cùng nền nhiệt độ tăng khá cao. Nhiệt độ cao nhất ngày ở tại Tây Nguyên dao động trong khoảng là từ 29 cho đến 31 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ lên mức là 33 đến 34 độ, khiến cho trời có cảm giác nóng nhẹ về chiều. Về chiều tối thì mưa dông vẫn có thể xuất hiện, nhưng mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi với lượng không lớn nên sẽ ít gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt của người dân ở nơi đây. Thời tiết nắng ráo không những chỉ xảy ra trên đất liền mà ngay cả trên biển cũng đang diễn biến khá tốt. Trong đêm nay và ngày mai, trên hầu khắp các vùng biển thì gió đều thổi yếu đến trung bình. Sóng biển khá êm khi phổ biến đều ở dưới 1 mét. Một vài nơi ở vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và khu vực phía đông bắc Biển Đông, sóng có thể cao từ 1 cho đến 2 mét, nhưng cũng không gây nhiều trở ngại cho các hoạt động trên biển của bà con. Như vậy là thời tiết cả nước trong ngày đầu tuần đều chung trạng thái là nắng ráo ít mưa, có chăng là tình trạng sương mù vào sáng sớm tại các tỉnh ở phía Bắc. Trên biển, thời tiết cũng đang diễn biến khá tốt, thuận lợi cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Oh,